Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 9 cây cần câu lục, cần câu lục câu lăng xê nha. Hôm nay mình có chiều dài là từ 3m9 cho đến là 4m2. Giá mình báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc bên mình vẫn là 40.000 một đơn đối với cần, và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có cây số 1 đầu tiên này. Cây số 1 đầu tiên ở đây mình có là một cây Superlight dài 4m2, hàng của Ryobi. Cái này là hàng Ryobi. Phần gốc của nó mình đo được là gốc này là 23.7 ly các bạn. Bát của nó là bát Fuji, bát 7FB, bát gập. Khoen Fuji loại đây, khoen Fuji loại sự là đá xám có vòng sứ dạ quang. Cái này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bô. Dài là 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.44 ly. Phần ngọn nó như thế này. Có sờn suốt như thế này các bạn. Còn mới thì cái này mới tầm khoảng 70%, có sờn suốt nha, có trầy suốt như thế này. Ngoại hình thì cũng hơi trầy suốt, mới tầm khoảng 65-70%. Hàng Ryobi. Cây là cây số 1, nặng là 460g, thu gọn về là 128 cm. Cây này có giá là 820.000. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 ở đây mình có là một cây hiệu của Osaka. Osaka là hàng nội địa Nhật. Cây này là dài là 3m9, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần tay cầm được sơn nhám. Ống cân này mình đo được là phi 24 ly. Bát của nó là Fuji FS7SB. Bát có bị tróc sơn này, tróc cái sơn đen ở ngoài nha, mới gập. Khoen này là khoen Fuji là đá xám. Cái này có 5 khoen bao gồm cả đầu bô. Khoen này 3 gập được. Lâu này thì cái nào khoen này 3 cũng gập được hết nha các bạn. Dài là 3m9, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.38 ly. Phần ngọn nó như thế này. Đây, có sờ xước như thế này. Giống kề góc. Cái này thì chủ yếu sờ xước giống hoa đầu tiên, sờ xước nhẹ. Giống cái giống trong thì cũng còn khá là sáng đẹp. Giống hoa đầu tiên. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, hàng của Osaka, nội địa Nhật. Dài 3m9, cái này cái số 2, nặng là 360g, thu gọn về là 108 cm. Cái này có giá là 800.000. Tiếp theo là cây cần số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây của hàng Hit Advance, hàng Kora xuất Nhật. Dài là 4m24. Dài là 4m2 các bạn, có 4 khúc. Cây này được sản xuất ở Kora nha, dài 4m2, 4 khúc. Cứng 25, ngoại hình đồng thời của nó như thế này. Lô này hôm nay đa phần là cứng 25 thôi, có một cây cứng 30 thôi. Phần tay cầm này, góc thì mình đo được là phi 23 ly. Bát của nó là bát Fuji FS7. Khoen Fuji là đá xám, cái này thì có tất cả là 5 khoen bao gồm ở đầu bô. Da là 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.5 ly. Phần ngọn nó như thế này. Cái này thì khá là gọn các bạn, gốc nó nhỏ. Cái giống bên trong còn rất là đẹp. Độ mới thì cây này mới tầm khoảng 75%, nói chung là còn rất là sáng, sáng gần. Giống hoa đầu tiên này. Cây là cây số 3, nặng là 420g, thu gọn về là 112 cm. Cây này có giá là 850.000. Số 4.
Số 4 ở đây mình có là cây hiệu Olympic. Cái này là cây Olympic dòng New Soft, dài là 4m2. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần gốc cần này gốc được sơn nhám, gốc này mình đo được là phi 26 ly. Bát còn là bát Fuji FS7SB. Khoen Fuji là đã xám, có 5 khoen mà còn cả đầu vuông. Dài 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.8 ly. 2.8 ly các bạn. Cái này thì ngọn khá là cứng, còn ngọn này như này. Có sờn xước, có sờn xước nhỏ nha. Cái này thì ngoại hình cũng hơi sờn xước này. Đó, có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này rồi. Độ mới cái này mới tầm khoảng 65-70%. Nói chung là sờn nhẹ, không ảnh hưởng gì tới phôi hết. Sờn sơn bên ngoài nha. Độ mới cái này mới tầm khoảng 65-70%. Dài là 4m2, cứng 25, hàng Olympic. Giống hoa đầu tiên này. Giống hoa đầu tiên thì sờn xước nhiều hơn nha. Cái này là cái số 4. Cái này nặng là 380g. Cái này nặng là 380g, thu gọn về là 115 cm. Cái này có giá là 800.000, số 4 với giá 800. Tiếp theo là cây số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây Xbox. Hàng này là của Newball Carbon, hàng Cora xuất Nhật, dài là 4m2, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó như này. Phần gốc cần này, gốc được sơn nhám, gốc này mình đo được là phi 26.6 ly. Bát còn là bát cặp, bát này là bát Fuji FS7SB. Khoen là khoen Fuji là đã sẵn, có 5 khoen mô bụng ở đầu vuông. Dài là 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.3 ly. Phần ngọn nó như này. Cái này thì các dấu ở trong còn khá là sáng. Giống kề góc này. Các dấu ở trong thì sờn xước ít, giống hoa đầu tiên như thế này. Đây, có sờn xước phần đầu giống này, giống hoa đầu tiên này. Cái này là cái số 5, nặng là 380g. Cái này thu gọn về là 107 cm. Cái này cũng có giá là 800.000 nha. Tiếp theo là cây số 6. Số 6 đây mình có là một cây Daiwa. Cái này là cây Daiwa, dòng là dòng Daiwa Mono Carbon. Daiwa Mono Carbon, dài là 4m2 và độ cứng nó là cứng 30. Ngoài hình tổng thể của nó là như thế này. Phần gốc cần này, gốc được sơn nhám, gốc này mình đo được là phi 29.2 ly. Bát của nó là Fuji FS7. Khoen Fuji là đã xám, cái này thì có tất cả là 5 khoen vùng cả đầu bông. Dài là 4m2, cứng 30. Ngọn này mình đo được là ngọn 3.05, ngọn 3 ly các bạn. Ngọn này ngọn 3 ly nha. Ngọn 3 ly. Dài là 4m2, cứng 30. Phần ngọn này nha. Có sờ xước nhẹ này. Giống kề gốc. Có sờ xước như thế này các bạn. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Có sờ xước nhỏ thì còn giống kề gốc. Giống hoa đầu tiên. Giống hoa đầu tiên thì cũng còn khá là sáng đẹp. Hàng Daiwa, Daiwa Mono Carbon, dài là 4m2, cứng 30. Cái này là cây số 6. Cái này nặng là
480g thu gọn về là 117 cent. Cái số 6 này có giá là 1,2 triệu nha. Số 6 giá 1,2 triệu. Tiếp theo là cây số 7. Số 7 đây mình có là một cây của High Quality Carbon. Dòng là dòng hàng địa Nhật, dòng High Quality Carbon. Dài là 4m2, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cái này thì có màu đỏ ánh dáng. Còn gốc cần chua như thế này. Gốc này mình đo được là phi 25.8 ly. Bát còn là bát Fuji bát 7SB. Màu đỏ ánh dáng như thế này các bạn. Có sờn xước nha. Khoen là khoen Fuji là đá xám. Cái này có 5 khoen bao gồm cả đầu buông. Dài là 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.3 ly. Phần ngọn nó như thế này. Có sờn xước như thế này, tróc sơn này. Đây, có sợ trước nha. Giống hoa đầu tiên. Cái là cái số 7, nặng là 400g, thu gọn về là 115 cent. Cái này có giá là 820.000. Tiếp theo là cái cần số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây của hiệu Ryobi. Cây này là cây Ryobi, dòng Ryobi Carbotech. Cây này được sản xuất ở Korea nha. Hàng Ryobi. Dài là 4m2, cứng 25. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần tay cầm nè, chui nè. Gốc này mình đo được là phi 26.3 ly. Bát của nó là bát Fuji F7SB. Khoen Fuji là đá xám, cái này có 5 khoen vô cùng là đầu buông. Có 5 khoen, dài là 4m2, cứng 25, hàng của Ryobi. Ngọn. Ngọn này mình đo được là 2.67, gần 2.7 ly. Độ cứng cái này là cứng 25 nha, còn ngọn như này. Cái này thì các giống bên trong còn khá là sáng. Giống kề gốc này. Giống kề gốc thì có sợi xước nhỏ như này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Giống ngoài đầu tiên như thế này các bạn. Đây là cái số 8, nặng là 450g, thu gọn về là 116 cent. Cái này có giá là 860.000. Tiếp theo là cây cuối cùng, cây số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây hiệu Itactic Enjoy, hàng Cora xuất Nhật. Cái này dài là 4m2, cứng 25. Giống hoa đầu tiên của nó là chất carbon xoắn ít. Giống trong là carbon xoắn vòng thường. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần gốc còn này, gốc được sơn nhám, gốc có sờ xước như thế này bạn. Gốc này mình đo được là phi 26.2 ly. Bát của nó là bát Fuji bát 7. Khoen Fuji là đá xám, có 5 khoen màu ở đầu buông. Dài là 4m2, cứng 25. Ngọn này mình đo được là 2.8 ly. Phần ngọn nó như này. Có sơn xước chắc kiểu nó bị nổi sơn bóng nhỏ này. Giống kề gốc có sơn xước như thế này các bạn. Độ mới cái này mới tầm khoảng
65-70%. Dài là 4m2. Giống hoa đầu tiên có sản xuất nha. Đây là cây cuối cùng, cây số 9. Nặng là 470g, thu gọn về là 117 cm. Cây này có giá là 830.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 9 cây. Các bạn lấy cái nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.